of the history of the Maldives this morning. Video will be available. Vâng ạ, xin chào mọi người nhé. Em là Trà My đây. Xin chào anh Thân Nguyễn. Vâng. Một hình bi quá mở và quá thuận. Chắc chắn rồi, Fedorov sẽ là một ứng cử viên vô địch cho giải đấu lần này khi mà phong độ của anh đang bay cao. Vâng, hơi rung rinh một chút xíu, như vậy là 1-0 dành cho Aria Falati rồi. Cầu thủ Fedegot. Vâng, một món quà đến từ Fedegot và bây giờ chỉ còn hai con bi thôi để Aria có thể nâng tỷ số của mình lên là 2-0. Conrad Musician, the Pole, is absolutely had that amazing win yesterday on this very table against. Không có sai sót nào cả và 2-0 dành cho Aria rồi. So they're just looking for any little bit of information they can get. Both wing balls going. Vâng, một cú phá đã rơi con bi số 2 và con bi số 8. Looks like he might be on it. Không, như vậy là còn nguyên. Chưa có một tình huống nào cả, tuy nhiên Aria Falahati không thể dọn hình. Bây giờ đến lượt Fedegot. Đúng rồi, mặc dù là đang trong quá trình chuyển đổi quốc tịch sang Mỹ nhưng gốc gác của Fedegot vẫn là người Nga nha. Cờ quốc tịch ở bên cạnh tên của mình. Vâng, một pha break and run vô cùng là ngọt ngào đến từ Fedegot. Đây rồi. Top 1 server sút T, nhưng vấn đề là cũng là con người mà. Eklund Gachi vừa rồi ạ. Thì rất nhiều tình huống là Fedegot sút T thành công, điều đẹp. Sau đó là mở ra cơ hội cho mình để dọn bàn và nâng tỷ số. Nhưng mà con người thì cũng phải có lúc sai số chứ. Cũng chỉ lệch một chút xíu thôi. Vâng, như vậy là 3-1 dành cho Aria Falahati rồi. Phá vừa rồi của Fedegot đều có thể đưa được hai con B-Wing phía trên vào lỗ giữa hai bên rất hay. Và mở ra một hình bi quá đẹp dành cho anh rồi. Một cơ thủ trẻ vô cùng tài năng và đã đứng đầu thế giới. Rất nhanh. Hai ba dành cho Feder. Hai anh ấy đánh vui đấy. Chạm 120 đánh vui bắn nước thôi. Anh Hoàng Sao vừa rồi là vô địch 9 bi vô địch quốc gia nhá. Còn 10 bi thì là anh Thiện Lương.
Rất nhanh thôi, chỉ còn 5 con bi trên bàn. Và một cú đẩy vượt mặt con bi số 9. Đúng như em dự đoán thì hình bi thoáng như vừa rồi, không có gì khó khăn đối với Feather God cả. Lúc nãy thì đã có một tình huống lắc lỗ bi số 8 đến từ Feather God. Vâng, như vậy thì tỷ số sẽ quân bình là 3 đều. Nên là vẫn đang trong một trạng thái tinh thần thoải mái. Ok. Nửa cuối, tức là nửa cuối của trận đấu đấy ạ. Bây giờ mới là nửa đầu thôi. Các cơ thủ còn chưa chạm năm mà. Một cú. Vâng, như vậy là 4-3 dành cho Feather God. Thì nhà hãng gì mà Feather God đang được tài trợ em lại quên rồi. Nhưng mà em có nhớ một thông tin khá thú vị, đó là Feather God sẽ dùng cái chuôi của gậy gậy đánh, gậy phá. Theo anh thì như vậy thì sẽ kiểm soát tốt hơn con bi chủ về lực. Nếu bị bệnh não cá vàng ấy, đôi khi là hay bị quên tên thôi. Vâng. Thuận hướng ra bi số 9. Bình luận một phiên này thôi, những phiên khác sẽ là của bình luận khác nhé, bình luận viên khác. Vâng, một cú đánh ép rất mạnh đến từ Feather God. Ủa, như vậy là anh vẫn quyết định đẩy một băng dựng lên. Vẫn được. Một cú đẩy hơi cong một chút xíu. Không có sai số nào cả, như vậy là 5-3 dành cho Feather God rồi. He did go to Dubai after that and played in Jason Shaw tournament. Mickey Krause, the Great Dane, not to be confused with Mickey Mouse. Rồi sẽ là một cú chô trực tiếp về để ăn con bi số 7 và lỗ tít dưới cùng bên tay trái. Ok rồi. Stun this 10 ball in. Reduce it back to just one. Ok. 5-4. 4-5 dành cho đại diện đến từ Iran. Wow, didn't catch them. 3 con bi đã rơi, con bi số 2, con bi số 3 và con bi số 5. Một nằm một vị trí đẹp. Để ăn bi số 6 lỗ dưới cùng chăng? Có rất nhiều cách đọc. Em thấy có người đọc là Mandiver, có người đọc là Mandivet. Mordai à? Ok, em đã có trở lại đây. Sorry cả nhà nhé. Vâng, chúng ta Aria đã xử lý xong cái tình huống khó là 8-9 rồi.
đều được 9 đường riêng luôn. Và như vậy là 5 đều dành cho Aria rồi. Ok, chúng ta không nói chuyện xàm xí nữa, hãy quay trở lại trận đấu nào. Theo dõi cái tình huống đá bóng thôi. Những pha thích, chứ còn không có phải là một fan quá là nồng nhiệt đối với bất kỳ một đội bóng hay một cơ thủ nào cả. Bi số 6 hiện tại đang bị khóa đường ăn. Xin lỗi, khóa đường điều với con bi số 8. Có lẽ sẽ là một đường đánh bi số 6 và lộ tít trên cùng bên tay trái. Đúng ra ở giờ Việt Nam thì là 4 giờ 30 cơ. Tức là mình phải cộng thêm 2 tiếng đấy ạ. Làm gì có kiến thức đâu. Euro với cả World Cup thì em cũng có xem, có theo dõi, nhưng mà vấn đề là mình chỉ xem cho biết vậy thôi chứ mình không tìm hiểu nhiều ấy. Vâng, như vậy là 6 năm dành cho Federgot rồi. Mới thật sự là đam mê bộ môn đấy. Giải đấu này là không bấm giờ nha. Chỉ có là những cơ thủ nào mà ngâm lâu quá, bị Johan Chua Á quân, cô Pin Chung vô địch. Vô địch thế giới 2024 thế này mà đánh ẩu đánh nhanh thì toang đấy. Vâng, một cú cúp 5 băng ra chân công trình con bi số 6 rất hay đến từ Aria Falahati. Rồi một cú đánh 3 băng với chân công trình con bi số 7. Nào, lực nào. Gạn lỗ hết cỡ vào bên phải, đẩy chậm thì chắc vẫn là ok. Ồ không. Rồi, anh đã gạn hết sang bên trái, lấy má để đánh một đường đẩy thoát tay 3 băng ra. Bi chủ đập mom lỗ giữa bên tay phải. Ba tình huống điều 789 chưa thật sự tốt đến từ Aria. Nhưng không vấn đề gì, vẫn là 6 đều dành cho anh. Fedor Alexijevic Gorst. Nếu như cứ giữ cái phong độ phá bi như thế này thì rất dễ là một vé thẳng tiến vào chung kết cho 9-5 down. His opponent though is perfectly on the 9. Just the 9 and 10. Tiếp tục là một cú giằng một băng ra để ăn con bi số 6. Rất nhanh thôi, chỉ còn 4 con bi trên bàn thôi. Những tình huống khó đã xử lý xong hết rồi. More flowing, playing with a little bit more speed. Ok. Federgost once again hitting the front at 7-6. 7-6 dành cho Federgost. Nhảy một lần đập băng. Đập vào bàn, sau đó là qua một con 9. Thế thì hay quá, làm được thì thật sự là bùng nổ luôn. Dựng một băng trực tiếp lên thôi. But we are going to be level once again at 7-7. Go anywhere. Aria. Ok, như vậy là 7 đều dành cho Aria rồi. Not to go. Same year that Eklund Kacchi won the World 10 ball in exactly the same building, exactly the same. And between those 2 years, 22 and 24, it was won by a certain Wojtek Szewczyk, who sat in the
Broken Limp pulls back another one. It's now 8-7, he trails. He is. He's not watching this game. He'll be watching Wukun Lin. That's 100. Nếu mà lấy cái má trên hẳn thì lại vòng vèo một tí. Má gần thẳng thì là tốt nhất. Vâng, Michael đã lên đến điểm số hưu rồi. For the early part of this match. What's he done here? What has he done? Nào, here? Gì đây? Wow. Ui, ngang với cái thành băng thì thật sự là không tốt một chút nào. Nhưng rất may mà là vào cái má bên phải, ra một vị trí đẹp trong bi số 10. Và như vậy là 8-7 dành cho Aria. Khi mà trong lượt phá tiếp theo thì sẽ đến lượt Feder God. Feder needs to come from behind. He's gonna go into it, is he? No, he was. You see what I mean with him? It's... lấy má từ con bi số 5 từ 6 ra 7 của Feder God mà thôi. Kind of surrounded, isn't it? Đúng rồi, 6 ra 7 là tình huống đấy ạ. See it again there. Nào lực nào. Kind of center, wasn't he? Oh, he could avoid it. À, hay quá, vẫn có thể qua được mặt con bi số 10, thậm chí là qua cả khe con bi số 7 luôn. Được qua khe con bi số 7 và thành băng ngắn phía trên luôn. Hay quá. At the UK Open, I think it was when he lost in the first round. He said, I haven't... quá đẳng cấp luôn ạ. Or give up. Đúng rồi, không chạm 10, cú đánh vừa rồi đánh lực căng. Cái đi qua mặt con bi số 10. Rất hay. Vâng, tiếp tục là quân bình tỷ số và bây giờ là 8 đều rồi. Khó quá. Ôi dồi ôi, vâng. Nhưng Feder nói là không vấn đề gì. Đúng rồi, chỉ là khó với trình độ bia nghiệp dư như em thôi, chứ còn quốc tế thì họ đánh kinh quá. Bây giờ thì ok rồi, hình bi đã mở hẳn ra dành cho Feder. Quá hay. Xong được con 1 là đã xong hết những cái tình huống khó trong ván bàn này rồi. To the rail. Back out again. Away from the rail enough. Feder Ghost. Ok, như vậy là hưu dành cho Feder God. 9-8 rồi, hay quá. Không, còn nguyên. Well, in the end, very thin. Siêu khó. This is all in. What a shot he's pulled off there. Quá kinh khủng đến từ Feder God, thậm chí là điều ra chân công trình con bi số 5. Pulling off shots when they matter. Tremendous cut. Thật sự là quá ghê rồi. Controlled the cue ball. Một pha bổ dưa. Very nicely. Cắt mỏng con bi số 4. And that could be the shot. Sometimes you just have to win ugly. Vâng ạ, trình độ của những cơ thủ top đầu thế giới là đây. Is this to travel? Well, he's okay. Michael Bowen. Rất dễ là một tình huống cắt tiết đến từ Feder God rồi. Just below me. He's on the hill. Sai số của Aria chính là con bi một pha kiến tạo. And he's missed the eight ball. Can you believe it? Và bây giờ thì chỉ còn 3 con bi thôi để anh có thể giành được tấm vé vào vòng trong. He's managed to get over the line finally. If he's to go on though. Vâng, tầm này thì em nghĩ là không có sai số nữa đâu. Chỉ có một con bi thôi. A bit better than he has today.
Vâng, như vậy trận đấu được kết thúc với tỷ số là 18 dành cho cầu thủ Federer. Xin chúc mừng anh đã có tấm vé vào vòng 16 người và xin chia buồn cho Aria Falahati khi anh phải dừng bước trong giải đấu lần này.